trường tiểu học Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hiện tại chúng mình đang ở bãi biển Giao Xuân, một vùng đệm của vườn quốc gia Xuân Thủy. Các bạn ơi! Các bạn ơi, tớ đã được đi biển rất nhiều lần và thấy nước biển rất mặn. Tớ không hiểu tại sao lại thế. Còn tớ thì không biết đại dương bao la ngoài kia hình thành ra sao và có những gì. Không biết đại dương có quan trọng với con người không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Ừ nhỉ? Ồ, đó chính là một kho kiến thức vô cùng hấp dẫn và đầy thú vị đấy. À, tớ nhớ ra rồi. Có một quyển sách có thể giúp chúng mình giải đáp những thắc mắc trên. Hình như cuốn sách đồng mang tên Khám phá hành tinh xanh, đại dương bao la. Đó là cuốn sách mà tớ và bạn Sang tìm đọc ở thư viện trường mình đấy. Để tớ và bạn Sang cùng giới thiệu đến các bạn nhé. Các bạn, cùng đi thôi. Đây chính là cuốn sách mà tớ và bạn Sang muốn giới thiệu đến các bạn. Tớ sẽ giới thiệu bằng tiếng Việt, còn Sang. Còn tớ sẽ giới thiệu bằng tiếng Anh. Các bạn ơi, cuốn sách được mang tên Khám phá hành tinh xanh, đại dương bao la, được viết theo hình thức song ngữ của tác giả Tạ Thị Quỳnh, do nhà xuất bản Giáo dục ấn hành tháng 10 năm 2007. Oh, the book is called Explore the Blue Planet, the Vast Ocean. It was written in bilingual form by Tạ Thị Quỳnh. It was published in October of 2007 by Vietnamese Education Publisher. Cuốn sách gồm 96 trang. Trong đó, trang bìa được trang trí thật mát mắt với những hình ảnh đại dương xanh mênh mông cùng mấy chú cá thật đáng yêu. Well, the book includes 96 pages, including the cover page is decorated beautifully with the image of vast blue ocean with killfish. Bên trong cuốn sách gồm 16 nội dung. Trước tiên là lời nói đầu. Còn 15 nội dung chính được trình bày theo hình thức song ngữ. Bên trái là tiếng Anh, bên phải là tiếng Việt. Cùng với đó là những hình ảnh sống động của đại dương có liên quan đến nội dung trình bày. Yes, the book consists of 16 chapters. The first chapter is the foreword. All others are presented according to bilingual form. The left is English, the right is Vietnamese, along with the vinh images of the ocean related to the presented content. Thế cuốn sách có những nội dung gì? Đến với cuốn sách, chúng ta hiểu thêm về đặc điểm, sự biến đổi và những nguồn tài nguyên của các đại dương trên thế giới, những loài thực vật, động vật tạo nên mảng thức ăn ở đại dương và tầm quan trọng của đại dương trong việc duy trì sự sống trên đất liền. Điều đặc biệt, đọc cuốn sách này còn giúp ta rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh và nó còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô giáo, các bạn học sinh nâng cao kiến thức và rèn luyện tiếng Anh. Well, come to the book, we can understand more about features, changes, and natural resources of the ocean all over the world. Kinds of plants, animals create better food, and the importance of the ocean in sustaining the life on land. Especially through reading the book, have a aggressive English reading skill, and it's either useful reference book for teacher, student, improving knowledge and practice English. Đây là cuốn sách hay viết về biển, đại dương và các hiện tượng xung quanh nó. Đọc cuốn sách, chúng mình sẽ có nhiều hiểu biết hơn về sự hình thành, biến đổi của biển và đại dương trên trái đất. Yes, in addition, the book also explains clearly and plainly about phenomena such as waves, tide, warm current, cold current, or other natural phenomena related to the sea, such as El Niño, earthquake, tsunami, that is a useful and interesting knowledge. Cuốn sách cũng giải thích rất rõ ràng, dễ hiểu những hiện tượng như sóng,
thủy triều hay các hiện tượng thiên nhiên khác liên quan đến biển như hiện tượng El Nino, động đất, sóng thần. Đó đều là những kiến thức rất bổ ích và hấp dẫn đối với chúng ta. Yes, in addition, the book also explains clearly and plainly about phenomena such as waves, tides, warm currents, cold currents, or other natural phenomena related to the sea, such as El Niño, earthquake, tsunami. That is a useful and interesting knowledge. Điều thú vị hơn cả, cuốn sách nhấn mạnh vai trò của biển. Biển cung cấp hải sản, dầu khí hay nước biển để làm muối. Biển bao la rộng lớn với vô vàn giá trị, nhưng con người đã và đang phá hủy môi trường của biển và các đại dương trên trái đất. Cuốn sách cũng nhắc nhở chúng ta hãy ngừng tàn phá biển và các đại dương đấy. More exciting, the book also emphasizes the role of the ocean. They provide seafood, oil and gas, or seawater to make salt. The oceans are vast and large, with lots of venues, but sadly, humans was damaging ocean environment. The book also reminds us to stop damaging the sea and the ocean on the earth. Các bạn ơi, chúng tớ vừa giới thiệu đến các bạn một cuốn sách rất thú vị phải không? Sau khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta còn thấy được vai trò của đại dương trong việc duy trì sự sống trên trái đất. Vậy chúng mình hãy tìm đọc và cùng chung tay bảo vệ hành tinh nước của chúng ta nhé! Dear friend, we have just introduced an interesting book to all of you, and especially after reading the book, we believe that humans can realize the role of the ocean in sustaining the life on land. So, I hope that all of us read the book and protect our water planet together. Ôi, cuốn sách hay quá, chúng ta sẽ tìm đọc ngay. Vậy chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ hành tinh nước của chúng ta nhé. Ô dê!